Chuyện thứ nhất, con lừa và châu chấu. Một ngày nọ, lừa đang đi dạo trên đồng cỏ, nó nhìn thấy vài con châu chấu đang ca hát vui vẻ trong bụi cỏ ở góc cánh đồng. Nó lắng nghe với vẻ rất ngưỡng mộ trước bài hát của châu chấu. Đó là một bài hát vui tươi đến nỗi nó cũng tràn ngập ước muốn được hát như họ. Điều gì vậy? Nó hỏi một cách rất kính trọng. Điều gì đã cho các bạn một giọng hát đẹp đẽ như vậy? Đó có phải là một loại thức ăn đặc biệt hay là một loại mật hoa thiêng liêng nào đó khiến giọng hát của bạn trở nên tuyệt vời như vậy? Đúng, châu chấu vốn rất thích nói đùa, trả lời rằng đó chính là những giọt sương mai mà chúng tôi đã uống. Hãy thử một ít xem. Sau đó, lừa đã không ăn uống gì ngoài những hạt sương mai. Đương nhiên, chú lừa ngu ngốc đã chết vì đói. Vậy đấy, quy luật của tự nhiên là không thể thay đổi. Mọi nỗ lực để thay đổi quy luật tự nhiên đều dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện thứ hai, con công. Người ta nói rằng, con công ban đầu không có bộ lông đẹp đẽ, mà bây giờ nó rất tự hào. Công là loài chim ưa thích của thần, nên khi chúng muốn một bộ lông hào nhoáng để phân biệt với những loài chim khác, thần đã ban cho chúng. Sau đó, khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, lấp lánh màu ngọc lục bảo, vàng, tím và xanh lam, công kiêu hãnh sải bước giữa bầy chim. Tất cả đều nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Ngay cả con chim chỉ đẹp nhất đã thừa nhận vẻ đẹp của nó đã bị vượt qua. Lúc này, công nhìn thấy một con đại bàng bay cao trên bầu trời xanh và muốn bay lên như nó vẫn thường làm. Nâng cánh lên, nó cố gắng bay lên khỏi mặt đất, nhưng sức nặng của bộ lông trắng lệ đã giữ nó lại. Thay vì bay lên, đón những tia nắng ban mai đầu tiên hay tắm trong ánh sáng hồng giữa đám mây bồng bềnh lúc hoàng hôn, nó sẽ phải bước đi trên mặt đất với tâm trạng nặng nề và ngột ngạt hơn bất kỳ con gà vườn thông thường nào. Vậy đấy, đừng hy sinh sự tự do của bạn vì sự hào hoa và phô trương. Sự tự do luôn luôn đáng giá nhất.